Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IPsec VPN Side-to-Side kết hợp với SD-WAN trên Firewall Fortinet. Khi VPN được kết hợp với SD-WAN sẽ giúp chúng ta có thể quản lý được luồng lưu lượng IPsec và có thể dự phòng các tunnel này bằng quy tắc trên SD-WAN. Bằng cách này thì việc cấu hình IPsec là tự động, các chính sách định tuyến, policy cũng đơn giản hơn và đỡ xảy ra lỗi. Mình đang xây dựng một mô hình đơn giản gồm hai firewall FortiGate. Fortinet 1 sẽ có hai đường WAN, Fortinet 2 thì chỉ có một đường WAN. Các bạn có thể xây dựng mô hình gồm hai đường WAN trên FortiGate 2 cũng được. Lúc đó trên FortiGate 2 chúng ta sẽ cấu hình tương tự như Fortinet 1. Còn mô hình này thì mình chỉ sử dụng một WAN trên Fortinet 2 cho đơn giản và dễ hiểu hơn. Hai đường WAN trên Fortinet 1 thì mình sẽ cấu hình load balancing bằng SD-WAN. Từ Fortinet 1 đến Fortinet 2 sẽ có hai VPN tunnel trên hai WAN để dự phòng. Và các VPN tunnel này sẽ được cấu hình vào SD-WAN. IP tunnel thì các bạn xem ở trong mô hình nhé. Thông thường thì các bạn tạo VPN từ menu VPN trong FortiGate. Tuy nhiên khi các bạn thêm vào SD-WAN sẽ cần thay đổi rất nhiều tham số và dễ xảy ra lỗi. Vì vậy, một menu VPN đã được tạo thêm trong SD-WAN để chúng ta dễ cấu hình hơn. Nó được FortiGate gọi là Dual VPN Tunnel Wizard. Trên hai firewall thì mình đã cấu hình để các PC có thể ping được đến IP-WAN2 đầu FortiGate rồi. Ba router này thì mình sử dụng router Cisco. Trên đó mình cũng chỉ đặt IP rồi chạy OSPF để quảng bá tuyến sao cho các giải IP-WAN có thể ping được lẫn nhau là được. Ok, mình sẽ đi vào cấu hình trên FortiGate. Trước tiên các bạn cần tạo một SD-WAN zone để add các VPN vào. Truy cập vào menu Network, SD-WAN. Mình đã có một SD-WAN cho hai đường Internet rồi, mình sẽ tạo thêm một zone mới cho VPN. Name mình sẽ đặt là VPN. Tiếp theo các bạn tạo các member. Trong menu thả xuống của mục Interface, các bạn chọn VPN để tạo các VPN tunnel. Name mình sẽ đặt là VPN1 cho đường WAN 1. Remote IP address là IP-WAN của FortiGate 2. Trong trường hợp của mình là 100.0.0.18. Outgoing Interface chọn cổng WAN 1. Nhập Preset Key. Sau đó chọn VPN 1 vừa tạo. Zone chọn zone VPN. Gateway thì các bạn để 0.0.0.0 nhé. Tương tự tạo VPN 2 với cổng WAN 2. Gateway thì vẫn là 100.0.0.18. Mặc định sau khi tạo tunnel xong thì suộc IP và destination IP sẽ đều là any. Do vậy các bạn tạo thêm các giải IP cụ thể cho local và remote để add vào VPN. Truy cập vào policy and object, chọn address. Sau đó tạo hai giải tương ứng với hai giải LAN nội bộ. Các bạn nhớ enable static route configuration lên nhé.
Bây giờ các bạn vào menu VPN, IPsec Tunnel. Ở đây đang có hai VPN mà các bạn vừa tạo trên SD-WAN. Các bạn edit các VPN này. Trong phase 2, chọn Edit và chọn các giải mạ mà các bạn vừa tạo ở trên. Tiếp theo, các bạn cần đặt IP cho VPN Tunnel. Mình đang để là 1.1.1.1 cho Tunnel 1 và 2.2.2.1 cho Tunnel 2. Vào menu Network, Interface. Các bạn edit VPN Interface trên hai cổng WAN và đặt IP và Remote IP tương ứng theo mô hình. Sau đó vào menu Static Route để tạo route cho các giải VPN. Destination sẽ là giải IP LAN của FortiGate 2. Interface chọn cổng SD-WAN VPN. Tiếp theo tạo hai policy cho VPN có thể truy cập vào mạng LAN theo hai chiều. Vào menu Policy and Object, Firewall Policy. Đầu tiên mình sẽ tạo cho chiều từ LAN vào VPN. Các bạn tắt mask trong policy này đi nhé. Tương tự thì các bạn tạo chiều ngược lại. Với chiều ngược lại thì các bạn có thể kích chuột phải vào policy vừa tạo, chọn Clone Reverse. FortiGate sẽ tạo một policy tương tự nhưng các thông số incoming và outgoing sẽ bị đảo ngược. Các bạn edit policy này. Các bạn có thể thấy chiều incoming, outgoing, suộc và desk đều được đảo ngược so với policy để permit theo chiều ngược lại. Các bạn chỉ cần đặt tên và enable policy này lên là xong. Phần tiếp theo chỉ là option thôi, nhưng các bạn nên làm để tối ưu hóa cho hiệu suất. Đầu tiên, các bạn tạo một performance SLA để kiểm tra kết nối và hiệu suất của VPN. Vào menu Network, SD-WAN, chọn Table Performance SLA. Chọn Grid New. Các bạn có thể định nghĩa dịch vụ check dựa theo nhu cầu của mình. Trong video này mình sẽ dùng ping để check thôi, do mình đang sử dụng PC ảo nên là không có các dịch vụ khác. Các bạn sử dụng một IP nào đó trong giải Remote VPN để check. Mình sẽ để IP của VPC 7. Trong thực tế, các bạn nên để IP của server hoặc IP cổng LAN trên FortiGate để tránh VPN tunnel down do máy đích này bị down. Interface, các bạn chọn Specify và chọn hai VPN tunnel do mình còn hai cổng WAN nữa. Mình sẽ thích chọn SLA Target và nhập các thông số vào. Các thông số này thì các bạn cấu hình dựa theo yêu cầu của mình thôi. Hiện tại thì cả VPN và SLA đều đang down do đầu FortiGate 2 mình chưa cấu hình. Các bạn chưa quan tâm đến việc các dịch vụ đang up hay là đang down nhé. Sau đó các bạn thêm suộc cho VPN Tunnel. Nếu không có suộc IP thì các SLA sẽ không hoạt động. Suộc IP thì không có trên giao diện web, các bạn vào CLI của Firewall.
vào mốt cấu hình SD-WAN bằng lệnh config system SD-WAN. Config member. Ở đây mình đang có 4 member, 2 VPN là member 3 và 4 nên mình sẽ edit 3 để cấu hình cho VPN 1. Set suộc thành IP giải LAN. IP này là IP trên cổng LAN của FortiGate. Tương tự với member 4. Các bạn nhớ next hoặc end để thoát ra nhé, vì khi các bạn thoát khỏi mode cấu hình thì cấu hình này mới có tác dụng. Sau đó thì vào table SD-WAN rule để tạo quy tắc. Suộc chọn giải local. Des chọn giải remote. Trong ví dụ này mình sẽ chọn lowest cost, nghĩa là VPN nào có các chi phí mà mình đã thiết lập trong performance SLA sẽ được chọn. Các bạn có thể cấu hình tùy nhu cầu. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về các option thì có thể tham khảo trong channel của ZenGT Shop nhé, vì mình cũng đã có video nói khá rõ về các option này rồi. Interface chọn 2 VPN. Zone chọn VPN. SLA target chọn performance SLA đã tạo. Sau đó các bạn cần đảm bảo rule này nằm trên cùng, nếu không thì quy tắc mặc định là any sẽ apply luôn vào mà không sử dụng rule bạn vừa tạo. Cuối cùng các bạn cấu hình một black hole root, vì trong trường hợp VPN bị down thì các lưu lượng nội bộ giữa hai site có thể bị định tuyến ra Internet, hoặc khi VPN up trở lại thì các phiên VPN đang bị truy cập ra Internet vẫn đang còn, thì các traffic này vẫn sẽ bị định tuyến ra Internet cho đến khi hết phiên hoặc các bạn phải tự ngắt phiên theo cách thủ công. Truy cập menu Static Root. Tạo một root với desk là giải IP remote. Interface chọn Black Hole. AD các bạn đặt cao hơn so với các static root khác, mình sẽ đặt là 15. Trong thực tế các bạn cần đặt cao hơn so với các root có cùng nguồn và đích để root này chỉ được sử dụng khi các root khác đều down. Ok, như vậy là trên Fortinet 1 đã xong. Trên Fortinet 2 thì mình chỉ cần tạo hai IPsec tunnel như thông thường. Nếu Fortinet 2 cũng có hai đường WAN thì các bạn chỉ cần cấu hình tương tự như Fortinet 1. VPN 1 mình cấu hình sang WAN 1, do vậy mình sẽ sử dụng IP của cổng WAN 1 trên Fortinet 1. Cả hai VPN tunnel đều đã up.
Sau khi có tunnel, các bạn đổi IP tunnel tương ứng theo mô hình. Static root do mình dùng wizard nên firewall đã tạo sẵn cả black hole root rồi. Mình sẽ ping thử giữa hai site. Ping ok. Quay trở lại với SD1 rule. Vừa nãy mình tạo rule là tunnel nào có cost thấp nhất thì chọn. Do đó VPN 1 của mình đang được chọn làm tunnel để đẩy traffic đi. Do VPN 1 của mình đang có độ trễ thấp hơn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình IPsec VPN kết hợp với SD1 trên Firewall Fortinet. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.